tin Ấn Độ, bốn nạn nhân của bạo lực chống Kitô hữu ở Kandaman được thụ phong linh mục. Bốn nạn nhân sống sót sau cuộc bạo lực tồi tệ nhất chống các Kitô hữu ở Kandaman, Ấn Độ đã được thụ phong linh mục trong dòng Cappuccino Ấn Độ. Ngày 27 tháng 12 vừa qua, Đức cha Sarat Chandranaya đã cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho bốn tên linh mục là những nạn nhân của bạo lực tồi tệ nhất chống lại các Kitô hữu tại Ấn Độ thời hiện đại. Đó là các cha Raun Bastare, Chok Patmachi, Anand Pradhan và Amakumasin. Khoảng 1.500 người, bao gồm 47 linh mục và 20 nữ tu, đã tham dự thánh lễ tại giáo sứ Marimata ở Simonbadi, thuộc quận Kandaman, bang Odisha, nơi này các tiểu chủng viện Arunday Kapuchin Ashram ở Barocoma khoảng 12 cây số. Trong thời gian nổi lên bạo lực chống các Kitô hữu từ năm 2007 đến năm 2008, tiểu chủng viện này đã bị tấn công hai lần. Đức cha Naya nhận định rằng bạo lực đã lấy đi tất cả mọi thứ của các Kitô hữu ở Kandaman, trừ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Thiên Chúa yêu thích sống ở giữa chúng ta. Cha Pradhan, một trong bốn tân linh mục chia sẻ rằng bạo lực không thể ngăn cản 10 năm học hỏi làm linh mục của họ. Cha nói, chúng tôi đã ẩn trốn trong rừng trong thời gian bạo lực xảy ra, chương trình học ở chủng viên bị ngăn trở, nhưng chính Chúa không ngừng hướng dẫn và bảo vệ chúng tôi khỏi những nguy hiểm để hoạt động cho vương quốc của người. Chiến dịch thảm sát chống Kitô giáo ở Odisha năm 2008 là làn sóng bạo lực chống các Kitô hữu dữ dội nhất trong lịch sử Ấn Độ. Trong thời gian này, đã có 393 nhà thờ và nơi thờ phượng bị phá hủy. Khoảng 6.500 nhà cửa bị san bằng, hơn 100 người bị giết, 12.000 trẻ em không được đi học và hơn 56.000 người buộc phải rời khỏi Kadaman và trú ẩn trong rừng. <laughs>